Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Mình ở bên Mỹ về được 4 tuần rồi. Thì còn một tuần nay là do mời đi ăn nhiều quá, thành ra ăn cái gì nó cũng không có tiêu hết á. Ăn xong rồi nó cứ sình cái bụng lên, tối ngủ nó cứ đau, mà nó bị trúng gió giống như nó bị nhức mỏi. Nhưng mà cái chính là muốn về đây là chữa cái chân, nó bị tê lòng bàn chân, lạnh cái chân, cho nên có đi lên ngay chỗ trên thầy Dương Quang Châu thì xin thầy là chữa cái lòng bàn chân. Thì thầy nói là thôi đưa trước hai cái cục đá về đi, đợt ngày mai tới chữa chân. Thì tối về là có ngâm hai cái cục đá cái chua trong lò microwave, xong rồi đắp nó lên theo đúng như hướng dẫn. Thì đúng là cái cảm giác nó giống như là sau cỡ chỗ khoảng nửa tiếng thì bắt đầu cái ruột nó nóng lên, nó sôi cái ruột lên. Thế là mình bị giống như là cái dạng mà ngộ độc tiêu chảy, đi ra đi tiêu chảy ở ngoài và luôn là đi ói luôn. Sau đó vô nằm đắp tiếp, thì khi mà mình đi ra mình đi thì mình đưa cái cục đá qua trong xã của mình, nó thành đắp giùm đi. Thế là ảnh cũng đắp luôn, mà ảnh cũng mấy ngày nay là anh ăn cái bụng anh cũng không có tiêu, cứ phải uống thuốc tiêu hạ hoài à. Uống cái cục mà đen đen á, cà cô nát. Xong rồi cái vô cái mình đắp tiếp, thì nguyên cái đêm đó là mình cũng đi hai lần. Nhưng mà cái cảm giác ngày hôm nay đúng là giống như cơ thể mình nó được giải độc vậy đó. Ngày hôm nay ăn nó không có cái cảm giác. Đó là khi mà đau mấy ngày nay nó giống như nó bị tích hơi ở ngay chỗ này, cho nên nó đau một cái điểm ngay chỗ này. Nhưng mà đắp đá sau thử một ngày, sau khi mà giải độc xong rồi thì có bụng nó không có còn đau tích cái điểm ngay chỗ này. Mà hồi sáng giờ ông xã mình không nói mình mới để ý. Là anh Minh anh nói là em hình như đắp đá nó đúng á. Anh cũng cảm thấy như cái bụng của anh nó không có còn đau nữa. Và thành ra ngày hôm nay mình lại mình mua thêm một cái cặp đá để về bên đó mình xài. Hỏi người này là rõ nhất này, người này là hai người em rồi. Anh có phát biểu gì không anh Minh? Là thấy tốt lắm đó cô. Cũng đắp ké bà xã nó chừng 20 phút thôi. Nhưng mà cái cảm giác tối ngủ thì ngủ thẳng giấc tới sáng luôn. Và ngày hôm sau không còn cảm giác như đầy hơn như cái bụng nữa, nhưng mà sáng ăn bình thường. Mà trước đó là uống thuốc rồi cũng đủ cách rồi cạo gió này kia, nhưng cũng không khỏi. Tại vì tiếp tục nhậu tiếp được rồi ha. Tại vì đi về cái xong cái mời người này mời ăn, ăn xong chưa tiêu cái rồi tới cứ ăn tiếp rồi chưa tiêu, có bụng lúc nào nó cũng lên bình hết đó. Nhưng mà đúng là ngày hôm nay có bụng nó giống như nó được giải độc vậy đó. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.